Nhận định Việt Nam vs Thái Lan 20 giờ ngày 10 tháng 9, giao hữu quốc tế LPBADK Cup 2024. Nhận định Việt Nam vs Thái Lan 20 giờ ngày 10 tháng 9 tại giao hữu quốc tế LPBADK Cup 2024. Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Thái Lan cùng các chuyên gia phân tích. Nhận định Việt Nam vs Thái Lan tại giao hữu quốc tế LPBADK Cup 2024. Cả hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều chẳng là gì nhau, thậm chí còn được coi là kình địch ở tất cả những giải đấu trong khu vực Đông Nam Á mà hai nền bóng đá này góp mặt. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam có sở thích là phải thắng cho được đội tuyển Thái Lan. Tiếc thay, bóng đá Việt Nam không có nhiều cơ hội làm được điều ấy, nên đấy càng là nỗi buồn của người hâm mộ. Tại giải giao hữu quốc tế LPBADK 2024, những nhà tổ chức đã mời hai quân xanh chất lượng là tuyển Nga và Thái Lan sang đá giao hữu với Việt Nam. Tuy nhiên, trận giao hữu Nga, Thái Lan vào tối mùng 7 tháng 9 đã phải hủy bỏ vì cơn bão Jasi, qua đó khiến người hâm mộ và giới chuyên môn có phần tiếc nuối vì không thể chứng kiến được màn ra mắt của đội bóng xứ chùa vàng. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã có trận ra mắt gặp đối thủ thứ dữ là tuyển Nga và thua với tỷ số 0-3, thực tế trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu. Trận thua của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sức chẳng làm mọi người bất ngờ. Tuy nhiên, những sai lầm của một số tuyển thủ khiến người hâm mộ và giới chuyên môn cảm thấy lo lắng. Do đó, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không được phép mắc những sai lầm ấu trĩ như thế nữa nếu không muốn dần gạch đá từ dư luận. Ngược lại, Thái Lan cũng có trận đấu đầu tiên với Việt Nam sau một thời gian dài không gặp. Những trận gần nhất của đội bóng xứ chùa vàng diễn ra hồi tháng 6 vừa qua ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và cũng như Việt Nam, người Thái cũng dừng bước ở vòng đấu này. Do đó, đây có thể xem là trận đấu thử lựa với cả hai đội tuyển trước khi bước vào AFF Cup 2024 diễn ra cuối năm. Trận này, dù kết quả có thể xem là không có quan trọng với cả hai, nhưng với người hâm mộ thì lại khác, bởi chiến thắng mới làm cho họ cảm thấy thoải mái và có thêm niềm tin với nhà cầm quân người Hàn Quốc trước khi bước vào giải đấu chính thức của khu vực Đông Nam Á. Do đó, cuộc đối đầu này sẽ là một bài toán chẳng đơn giản cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Thông tin lực lượng hai bên, sau khi Văn Toàn, Việt Anh dính chấn thương, tình hình của đội tuyển Việt Nam vẫn ổn sau trận gặp Nga trên sân Mỹ Đình hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, trận đấu này nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tiếp tục xáo trộn đội hình cho những thử nghiệm. Trong khi đó, Thái Lan cũng không đưa sang Việt Nam những gương mặt mạnh nhất. Theo đó, các tuyển thủ như Subhachok Sarachat, Subhachai Chetdet, Chanathip Songkrasin, Sarat Iwen và Terasin Yansa không có mặt trong danh sách triệu tập lần này. Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan: Việt Nam, Nguyễn Philip, Ngọc Hải, Thành Trung, Thanh Bình, Tuấn Tài, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Đức, Hải Long, Tuấn Hải, Tiến Linh. Thái Lan: Batipat Khamay, Songkut Rekran, Nicolas Mikkelsen, Sasalak Hiprakong, Quaris Chuthong, Jonathan Kennedy, Quarachit Kanisri Bambin, Ekanit Bania, Patrick Gustasso, William Quaidoso, Korakut Thasa. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Thái Lan 1-1. Háo hức chờ đại chiến. Trực tiếp họp báo trước trận đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ trận giao hữu quốc tế diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9, 7 giờ 11 phút. Trả lời truyền thông trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, sau trận đấu với tuyển Nga, toàn đội đã họp lại, chia sẻ những điều đã và chưa làm được, từ đó rút ra kinh nghiệm, bài học cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan. Hiện tại, chúng tôi đang trong thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Ban huấn luyện đang đưa ra nhiều phương án chiến thuật, tạo nên lối chơi gắn kết và cầu thủ cũng đang nỗ lực tiếp thu, triển khai tốt những yêu cầu. 7 giờ 08 phút. Lẽ ra, đây là trận đấu thứ hai của đội tuyển Thái Lan trên đất Việt Nam, nhưng do bão số 3 nên trận đấu giữa voi chiến với đội tuyển Nga bị hủy. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Masatada Isi rất tiếc nuối vì đội bóng của ông đã không có dịp thi đấu với đội tuyển Nga, đối thủ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói, tôi rất tiếc khi đội bóng không thể thi đấu trận gặp đội tuyển Nga. Đó là đối thủ có thứ hạng FIFA rất tốt mà không phải lúc nào các cầu thủ Thái Lan cũng có cơ hội được đối đầu. Nhưng việc hủy trận đấu là điều toàn đội không thể kiểm soát, không ai có thể làm gì trước tình huống bất khả kháng này. Giờ là lúc bỏ qua sự tiếc nuối để hướng tới trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Những mục tiêu chúng tôi đặt ra trong trận gặp đội tuyển Nga giờ cũng sẽ là những gì toàn đội hướng từ khi gặp đội tuyển Việt Nam. 7 giờ 05 phút. Theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra từ 10 giờ ngày hôm nay mùng 9 tháng 9. Trong khi đó, trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai ngày 10 tháng 9. Trực tiếp họp báo đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Thái Lan giao hữu quốc tế. Huấn luyện viên Kim Sang Sik và chiến lược làm mới đội tuyển Việt Nam. Sau quá trình làm quen, đã đến lúc huấn luyện viên Kim Sang Sik tính chuyện đường dài. Tuy nhiên, thay vì đốt cháy giai đoạn, ông làm mới đội tuyển theo cách rất tinh tế. Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Nga và Thái Lan bị hủy vì bão Jasi, đội quân của huấn luyện viên Valeri Kapin cũng khởi hành về nước sáng mùng 8 tháng 9. VFF quyết định hủy bỏ ngôi vô địch và điều chỉnh lại cơ cấu giải thưởng. Vì vậy trận đấu còn lại giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chỉ mang tính chất giao hữu thuần túy. Tuy nhiên, đây vẫn là trận đấu rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đầu tiên, vì trong lịch trình FIFA Day, kết quả sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.
hiện chúng ta có nguy cơ tụt xuống hạng 117 vì sự thăng tiến của Lebanon và Cộng hòa Congo. Một kết quả tốt trước Thái Lan, tôi đứng trên 14 bậc, sẽ giúp cải thiện đáng kể vị trí, hoặc ít nhất cũng không tụt sâu hơn. Tiếp đến, 90 phút tại Mỹ Đình sắp tới là cơ hội khác để huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn thiện đội hình. Như đã biết, chiến lược gia người Hàn Quốc cố gắng đưa ra các thử nghiệm ở trận gặp Nga. Sau 4 tháng nắm đội, ông Kim đã có cái nhìn khái quát về lực lượng để rồi bắt đầu tính chuyện đường dài, tạo ra cơ hội cho những gương mặt trẻ trung. Trong hiệp 1, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hải Long và Nguyễn Văn Trường đã được thử sức. Ở nửa sau trận đấu, đến lượt Bùi Vĩ Hào và Giáp Tuấn Dương xuất trận. Có thể nói, sức bật từ những người trẻ là điểm sáng nhất trong thất bại 0-3 trước Nga. Tuấn Tài, Hải Long, Văn Trường chưa tự tin, sông sáo trong khi Vĩ Hào, như huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá, chưa tốt hơn so với kỳ vọng. Tiền đạo 21 tuổi của Bình Dương không ngại đưa ra các quyết định táo bạo, mang đến khoảng trống và cơ hội cho bản thân cũng như đồng đội. Sự xuất hiện của anh và Tuấn Hải khiến hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên sống động, đồng thời tiến rất gần tới việc có bàn thắng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hẳn đã phân tích rất nhiều các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong hơn một năm qua, đồng thời mổ xẻ các vấn đề ở ba trận dưới sự chỉ đạo của ông. Từ đó, nhận thấy việc dựa vào các cầu thủ thành danh không phải lựa chọn hay. Nhiều trụ cột đã xuống phong độ vì tuổi tác hoặc chấn thương, đồng thời động lực cũng có thể là một vấn đề sau khi gặt hái không ít danh hiệu. Trong khi đó, nữ cầu thủ trẻ dần cho thấy họ đủ tài năng để gánh vác trọng trách lớn. Điểm khác biệt của huấn luyện viên Kim Sang-sik so với người tiền nhiệm Philip Chaucer ở chỗ, ông không nóng vội tạo nên sự đổi thay ồ ạt. Nền tảng của đội tuyển vẫn là những trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt mới được đan cài một cách tinh tế. Một đội tuyển cân bằng đã tạo nên nhiều tích cực. Các tuyển thủ chơi khá gắn bó và đặc biệt linh hoạt khi chuyển đổi chiến thuật, chơi phòng ngự với đội hình thấp trong hiệp 1, sau đó đẩy cao. Chơi kiểm soát bóng ở hiệp 2 trận gặp Nga. Chiến lược cải trang lực này sẽ được tiếp tục trong trận gặp Thái Lan sắp tới và sẽ không bất ngờ nếu Văn Trường lại được tin tưởng còn Vĩ Hào xuất phát từ đầu. Chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì lịch trình tập luyện trong báo. Quang Hải cùng đồng đội đã tập ở phòng gym khách sạn trước khi quay lại sân tập thời điểm báo tan. Tất cả đều sung sức, sẵn sàng cho cuộc đối đầu tối ngày 10 tháng 9 và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều mới mẻ thú vị cho người hâm mộ. Tuyển Việt Nam trở lại sau siêu báo, Tuấn Hải ngó lượt Thái Lan. Tiền đạo Tuấn Hải khẳng định tuyển Việt Nam thu được nhiều bài học ở trận gặp Nga, sẵn sàng cho trận quyết đấu với Thái Lan ngày 10 tháng 9. Sau gần 2 ngày nghỉ tránh siêu báo ra gì, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện vào chiều 8 tháng 9, chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9. Trước buổi tập này, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò có buổi họp rút kinh nghiệm ở trận gặp Nga. Trận đấu này các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik mắc nhiều sai sót, dẫn đến kết quả thua 0-3 cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục. Tuyển Việt Nam đã họp, xem lại những gì đã làm được và chưa làm được, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài gặp Thái Lan. Trong bóng đá, sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quan trọng là đội bóng có thể động viên nhau, hướng đến những điều tốt đẹp hơn, tiền đạo Tuấn Hải cho biết. Giải đấu này giúp tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Đây là lúc huấn luyện viên đưa ra những phương án chiến thuật, nhân sự để các cầu thủ hiểu hơn về đấu pháp, có lối chơi gắn kết hơn. Chúng tôi không quan tâm nhiều đến Thái Lan, mà tập trung vào khâu chuẩn bị của chính mình, tiền đạo Hà Nội FC nói. Sau trận gặp Nga, huấn luyện viên Kim Sang-sik khả năng có sự thay đổi nhiều về nhân sự và lối chơi ở tuyển Việt Nam. Việc đánh bại Thái Lan ở bất cứ giải đấu nào cũng mang lại cảm xúc với các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, trong khi Thái Lan ra sân với nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, sau khi trận Thái Lan vs Nga phải hủy vì siêu bão Yagi, tuyển Nga đã trở về nước. Giải giao hữu lượt PBN Cup 2024 chuyển thành hai trận giao hữu thông thường, không có đội được trao cúp vô địch. Một số hình ảnh buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 8 tháng 9. Xem lượt PBN Cup 2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play tại http://fptplay.vn. Những màn đối đầu kinh điển của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua những trận đấu mang tính cột mốc đáng nhớ khi gặp đội tuyển Thái Lan trên sân nhà. Tháng 9 năm 1998, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân vận động Hàng Đẩy tại Tiger Cup 1998, tiền thân của AFF Cup, giải đấu do Việt Nam đăng cai. Trước đối thủ được coi là mạnh hơn nhưng đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Điều đáng tiếc là dù vượt qua được đối thủ được đánh giá khó nhất giải, đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998 chỉ giành ngôi Á quân khi để thua đội tuyển Singapore trong trận chung kết. Tháng 12 năm 2008, 10 năm sau cột mốc vượt qua Thái Lan ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam có dịp gặp lại voi chiến trên sân nhà. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 ngay trên đất Thái. Trong trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi Terajin Yanya ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, bàn thắng của Lê Công Vinh ở những phút cuối cùng của trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam có được trận hòa 1-1 ở trận lượt về.
qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Tháng 11 năm 2019, đội tuyển Việt Nam có trận đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thời điểm đó giành kết quả hòa 0-0. Một điểm trong trận đấu này góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên vào vòng loại thứ ba World Cup. Tháng 1 năm 2023, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình. Dù Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số nhưng sau đó, đội tuyển Việt Nam nhận hai bàn thua với những bàn thắng của Pramod Arivi, Sharad Iuen. Đến những phút cuối trận, Vũ Văn Thanh ghi bàn ấn định kết quả hòa 2-2. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân khi để thua 0-1 trước đội tuyển Thái Lan trên sân khách. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam muốn có thêm doping ở trận gặp Thái Lan. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải kêu gọi người hâm mộ đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Chiều mùng 8 tháng 9, tuyển Việt Nam đã bắt đầu tập luyện trở lại để hướng đến trận đấu với Thái Lan tại giải giao hữu LPBLK Cup 2024. Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho hay, sau trận đấu với Nga, toàn đội đã họp lại, chia sẻ những điều đã và chưa làm được, từ đó rút ra kinh nghiệm, bài học cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan. Hiện chúng tôi đang trong thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Ban huấn luyện đang đưa ra nhiều phương án chiến thuật, tạo nên lối chơi gắn kết và cầu thủ cũng đang nỗ lực tiếp thu, triển khai tốt những yêu cầu đó. Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn, Tuấn Hải cũng chú ý tới món vũ khí tinh thần đó là người hâm mộ trong trận đấu với Thái Lan. Nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ nỗ lực hết mình và cố gắng cùng toàn đội giành được chiến thắng. Việc các cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển đến sân cổ vũ sẽ là nguồn động lực to lớn để cầu thủ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, Tuấn Hải cho hay. Ở trận ra quân giải giao hữu LPBNK Cup 2024 gặp Nga, tuyển Việt Nam đã để thua 0-3. Đây là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ cho đội bóng hạng 33 thế giới. Lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm mặt Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng hai đội đều tỏ ra rất quyết tâm trong việc đánh bại đối thủ. Bởi đây là trận đấu có tính điểm FIFA và mang ý nghĩa danh dự của hai đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.